Xin chào tất cả các bạn. Tôi giải đáp cái câu hỏi của một em hỏi ở trên cộng đồng kế toán Việt Nam ấy, là công ty em mua phải một cái hóa đơn của đơn vị bỏ trốn mà em ấy lại nói là có mua bán thực. Đấy, bây giờ em ấy loại bỏ VAT nhưng mà vẫn muốn giữ chi phí, và cái chi phí đấy thì em ấy hỏi là hạch toán vào 811 sau này bóc có được không? Thì cái câu hỏi của em thì tôi thấy rằng là nó có cái phần mâu thuẫn. Có nghĩa là em bảo là em vẫn muốn giữ cái chi phí đấy, thì tại sao lại phải hạch toán nó vào 811 để sau này bóc? Thì bây giờ em phải đặt ra hai giả thiết. Một là trước đây công ty em mà có mua bán thực ấy, đấy, nhưng mà công ty đấy nó vẫn đang hoạt động bình thường, nó đủ điều kiện để được xuất hóa đơn, mà sau này sau khi mua thì nó mới thuộc về đơn vị bỏ trốn. Thì trong trường hợp đấy em có hồ sơ đầy đủ. Hồ sơ ở đây là hợp đồng mua bán này, hóa đơn của bên bán xuất cho bên mình này, rồi thì chứng từ thanh toán này, nếu mà có phiếu xuất kho của bên bán xuất cho bên mình nữa thì càng tốt. Thì như vậy là em phải bảo vệ cái chi phí này, em không việc gì mà em phải xuất bỏ VAT, và em cũng không việc gì mà phải loại bỏ cái chi phí đấy cả. Thế còn nếu như trường hợp mà công ty mình chỉ là mua bán hóa đơn thôi mà bây giờ bị cơ quan thuế phát hiện như thế, thì cái giải pháp ở đây là các em cần phải điều chỉnh tờ khai, xuất bỏ cái hóa đơn đấy khỏi tờ khai đi. Và trên phương diện sổ sách ấy, tại vì mình không mua bán thực thì các em cũng đừng có hạch toán cái chi phí đấy vào chi phí. Đấy, còn bây giờ mà em lại bảo là em muốn loại VAT mà em vẫn muốn giữ chi phí, thế thì để làm gì? Tại vì cái chi phí đấy thì nếu mà mình không mua bán thực ấy thì các em không đưa vào sổ sách làm gì. Thế còn nếu mà mua bán thực ấy thì cái đấy nó thuộc về chi phí, nguyên tắc của nó thuộc về tài khoản nào, các em phải hạch toán nó vào tài khoản đấy. Và mình có mua bán thực thì không việc gì mà phải bóc các em nhé. Các em phải bảo vệ cái số liệu của mình. Người ta yêu cầu mình giải trình những cái gì thì các em đã có hồ sơ rồi mà, đúng không? Thế thì lo gì? Như vậy trong trường hợp này nếu mà mua bán thực nhé các em, mà tại thời điểm mua bán đấy công ty đấy nó vẫn đang hoạt động bình thường, nó không phải là doanh nghiệp bỏ trốn hay nó không phải là đơn vị đã đăng mã số thuế, thì các em sẽ phải bảo vệ số liệu và người ta yêu cầu mình giải trình, thì các em có một bộ hồ sơ để giải trình như thế thì cái chi phí của mình vẫn không sao các bạn nhé.